Hello, I'm Tammy and welcome back to my cooking channel. Tammy xin mến chào các bạn. Hôm nay trong video này, Tammy xin phép được chia sẻ với các bạn cách làm đậu hũ mà không phải là làm từ đậu nành, mà làm đậu hũ bằng đậu gà hay còn gọi là chickpeas. Đậu hũ được làm từ đậu nành là điều mà hầu như ai cũng biết. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó các bạn thích đậu hũ nhưng không thể dùng đậu nành, thì chúng ta có thể làm đậu hũ bằng đậu gà để thay thế, vẫn thơm ngon vô cùng. Xin mời các bạn cùng xem video nha! Để làm đậu hũ bằng đậu gà thì nguyên liệu chính dĩ nhiên phải là đậu gà rồi. Đây là bịch đậu gà chickpeas mà mình mua ở Walmart gần nhà mình. Bịch này là 1 pound 454 grams, giá là 1 đồng 18 cents. Để làm đậu hũ thì mình dùng đậu khô như thế này, chứ mình không dùng đậu ở trong lon nha các bạn. Mình ngâm đậu qua đêm. Xong rồi rửa sạch đậu, cho đậu ra rổ. Không cần phải lột vỏ hay gì hết các bạn nha. Thường khi mình ra chợ mua đậu hũ thì có rất nhiều loại. Có loại soft, silken, extra soft, rồi medium, hay firm, hay là extra firm. Thì mình xin chia sẻ tỷ lệ nước để ra loại đậu mà các bạn muốn nha. Nếu như mình muốn đậu hũ extra firm thì 1 pound đậu khô mình sẽ xay nhuyễn với 2 lít nước là khoảng 8 hay 9 cup. Còn nếu như các bạn muốn đậu hũ non hay là silken extra soft á, thì mình xay với nhiều nước hơn là 3 lít hay là 12 cups nước. Sau khi cho vào máy xay nhuyễn xong á, thì mình cho vào một túi vải để mình vắt lấy nước và mình sẽ bỏ phần bã đi. Thì như Tammy nói lúc nãy, nếu như các bạn làm đậu hũ cứng á, thì các bạn cho ít nước, khoảng 2 lít. Nếu như các bạn làm đậu hũ non á, thì các bạn cho nhiều nước hơn là khoảng 3 lít. Hôm nay trong video này, Tammy làm đậu hũ non, silken, extra soft, theo yêu cầu của hai đứa con mình. Cho nên Tammy dùng nhiều nước hơn là 3 lít nước. Sau khi vắt lấy nước, bỏ bã thì mình cho nước vào nồi, rồi mình mang đi nấu. Đun lửa vừa cho đến khi đặc sệt lại. Bước này là khoảng 20 đến 25 phút nha các bạn. Mình làm đậu hũ non, nhiều nước thì nhìn như thế này. Còn nếu các bạn làm đậu hũ cứng, ít nước hơn thì sẽ đặc hơn. Khi đã đặc sệt lại rồi á, thì mình cho vào khuôn liền ngay khi lúc còn nóng nha. Mình cho vào khuôn thủy tinh có lót vải mùng. Nếu như mà các bạn không có vải mùng á, thì cũng không sao hết á. Thì mình cứ cho vào khuôn thủy tinh thôi. Xong rồi để đậu nguội ở nhiệt độ phòng trong khoảng 2 đến 3 tiếng. Sau 3 tiếng đồng hồ, đậu của mình đã nguội rồi nè. Bây giờ là chỉ lấy đậu ra thôi. Mỗi lần mà mình làm đậu hũ á, thì mình thường dùng vải mùng để làm đậu hũ. Vì hồi xưa lúc còn nhỏ, bà ngoại mình hay mua đậu hũ á, thì mỗi một miếng đậu hũ á, đều có lằn in của vải mùng ở trên đó hết á. Cho nên đến bây giờ khi mà mình làm đậu hũ á, mình vẫn thích dùng vải mùng để làm đậu hũ, để có những cái lằn in đó trên đó. Khi mình tháo miếng vải mùng ra các bạn sẽ thấy đó, những lằn in của vải mùng trên miếng đậu hũ như vậy đó các bạn. Nếu như các bạn không có vải mùng á, thì cũng không có sao hết á. Các bạn cho vào khuôn thủy tinh thôi. Đây, đậu hũ bằng đậu gà của mình đã xong rồi nè. 1 pound đậu khô là mình làm ra được 3 miếng đậu hũ như thế này đó các bạn. Đây, đậu hũ làm từ đậu gà silken theo ý của con mình nè. Đậu hũ làm từ đậu gà mềm mịn lắm luôn á các bạn. Đậu hũ được làm từ đậu nành là điều mà hầu như ai cũng biết. Nhưng nếu vì một lý do nào đó các bạn không thể sử dụng đậu nành
thì các bạn vẫn có thể dùng đậu hũ nhưng mà làm từ đậu gà, chickpeas. Nhà mình thường thì đậu hũ non như vậy nè, mình chấm với nước tương. Đậu hũ làm từ đậu gà, các bạn có thể làm rất nhiều món. Chiên cũng được nè, áp chảo nè, làm đậu hũ steak nè. Rất nhiều món ngon làm từ đậu hũ đúng không các bạn? Mà cách làm đậu hũ từ đậu gà thì không có khó chút xíu nào hết á. Nên các bạn làm thử nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình ngày hôm nay. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé. Để sau này khi mình post video mới lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nha. Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nữa nhé.